Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì theo yêu cầu của rất nhiều bạn comment ở clip trước là quay chi tiết chiếc voucher của mình. Hôm nay thì mình quay cho các bạn xem nha. Đây, góc phía trước. Cái góc này là góc đẹp nhất của chiếc xe các bạn. Nhìn rất là thanh lịch ha. Đây phía trước, cái mặt nạ rất là đẹp. Đây cái mặt phía bên hông các bạn, rất là đẹp các bạn, nhìn thanh lịch thật sự. Đây chữ voucher tem nổi phía trước thì chữ 125 tem thường, cản dắt thì sơn màu bạc bô các bạn, máy màu xám ha. Đây là góc bên đây các bạn, nhìn phía sau lên đèn chiếu hậu, đèn hậu đây đẹp lắm. Đây mặt đồng hồ đây. Lên đèn báo động cơ này. Đồng hồ đơn giản nhưng mà đẹp, đơn giản mà đẹp. Cái ốp sơn đây. Đó. Bên trước thì có cái tem FI các bạn. Đây ba ga. Mình mở cốp cho các bạn xem em. Xe mới gỡ các bạn, thông cảm nha. Chưa được chùi nè. Đây số khung nó trên đây. Bình xăng này mình bao nhiêu lít mình quên nè. Nghe nói 4 lít mấy. Cốp rất rộng các bạn. Mình có củ tỏi nè. Này là cái chống trộm của mình các bạn, chống trộm bằng tâm linh nha. Rất gặm luôn. Này là điều khiến mình đổi chiếc Sachia để lấy chiếc voucher nè các bạn. Và đây nè, đây nữa, có cái ba ga để đựng cặp, cái cặp đi làm. Và đây nữa, cái yên ngồi rất là êm. Chiếc Sachia thì ngồi bao đau lưng luôn, chứ đau, nói chung là đau đủ thứ. Xe chạy rất là tiết kiệm luôn các bạn. Đây nó nhãn năng lượng đi. À, 1,54 lít trên 100 km. Quá ghê. Cái phanh các bạn, phanh thường thôi, phanh cùi bắp. Đây cái động cơ. À, bây giờ mình sẽ đề máy cho các bạn nghe ha. Xe mới rửa không biết đề có cháy liền không nữa. À, vẫn còn nhảy. Tiếng máy các bạn. À, mình lấy mic ra để gần. Xóm chửi. À, bây giờ clip cũng khá dài các bạn, mình cũng xin dừng clip ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Nhớ subscribe và like cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.